Em xin chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video của phiên ngày tối 28 tháng 4 các bác nhé. Hôm nay thì em còn một ít mã thôi, sẽ lên bán hàng cho mình sưu tầm và làm giống. Em còn được 3 mã kiểu mẫu gà của Hà Giang, còn em sẽ lên thêm cả những cái mã hoa và mít cho cả nhà mình sưu tầm nhé. Đây, còn một ít thôi, nên bác nào mà sưu tầm thì em bán rẻ luôn nhé. Đơn số, các bác đánh cho em đơn số 1 đi ạ, 200.000 kiểu mỡ gà. Đây là mặt hoa các bác ạ, còn đúng 3 mã thôi. Dù nó hơi không có đẹp một chút, nhưng bác nào mà siêu tầm thì nhà mình vẫn có giống kiểu mỡ gà Hà Giang để ngắm hoa các bác nhé. Mùa này nó đang là mùa chuẩn bị vào hoa rồi các bác ạ. Đơn số 1 với giá là 200.000 các bác nhé, 200.000. Máy tối quá à. Em sang đơn số 2. Đơn số 2 với giá là 200.000 luôn các bác ạ, 200.000 luôn nhé. Đơn số 2 kiểu mỡ gà. Đơn số 3 là 250.000. Bác nào siêu tầm được thì siêu tầm nhá. Kiểu mỡ gà của Hà Giang thì thân của nó vuông lắm các bác ạ. Và nó đang chuẩn bị vào mùa hoa nhá. Cây nó rất là đẹp luôn, thân vuông đẹp. Đơn mã số 3 là mã đẹp nhất này, với giá là 250.000. Tiếp theo thì em xin mời các bác nhà mình siêu tầm một số những cái mặt hoa gọi là mất bóng lâu nay rồi các bác ạ. Số 1 ở kia nhỉ. Mất bóng lâu nay rồi. Hôm nay là còn ở một cái vườn nhà bác này còn ấy, nên là em siêu tầm hàng mầm gốc năm 2 rồi. Các bác lấy về nhà mình chấm một cái giò to các bác nhé. Đấy, có nhiều mặt bông quá các bác ạ. Như cái đơn số 1 này này là các bác được áng cổ Văn Giang đúng không? Cái chậu này là chậu áng cổ Văn Giang và mắt cho lung xanh. Mắt cho lung xanh. Một chậu áng cổ Văn Giang và một chậu mắt cho lung xanh. Combo cho em 2 chậu các bác nhé. Nhà mình em bán như thế này bán rẻ nhưng mà vẫn đảm bảo chuẩn mắt hoa cho các bác nhà mình luôn ạ. Combo 2 chậu mã số 1 với giá là 200.000. Em mời các bác nhà mình ngắm cái mặt bông ám cổ Văn Giang ạ. Đấy, và đây là cái mặt bông của mắt trâu lưng xanh luôn các bác nhé. Đây là mặt bông của ám mắt trâu lưng xanh ạ. Đơn số 1 là gồm có 2 mặt hoa các bác nhé. Rất là sai hoa luôn, các bác không cần phải kích như thế nào hết. Đây mầm gốc được cái là nó rất là đẹp này. Con này lá kẻ mờ. Đây đây. Đấy. Đây này, cái bảng kẻ ra tướng đây này. 200.000 được 2 chậu luôn, mã số 1. Tiếp theo là đơn số 2. Đơn số 2 là một cái đơn mít phân nhánh chùa Hương các bác nhé. Mít phân nhánh chùa Hương. Bác này ghi là trẻ ngọn chùa Hương thôi bác ạ. Bác đấy lại ghi là trẻ ngọn chùa Hương nhưng mà thực tế tên của nó là mít phân nhánh chùa Hương. Đấy. Kỳ năm nhất mà nó đã rất là tròn đẹp rồi các bác nhá. Lá thì là gân dày này. Các bác ơi, như những cái con này nhà mình tầm khoảng nuôi đến năm 2 hoặc là năm 3 thì bắt đầu là nó mới phân nhánh đẹp được các bác nhá. Đây ạ. Đơn số 2 với giá là 200.000 đồng cho em ạ, mít phân nhánh chùa Hương. Tiếp theo em sang đơn số 3, combo 2 chậu mắt đỏ đông lai cánh bầu đại này. Đó. Và bên này một cái chậu hồng mắt cua. Đây ạ. Mắt đỏ cánh bầu đại và hồng mắt cua cho em nhé. Em mời các bác nhà mình ngắm cái mặt bông hồng mắt cua. Đó. Thấy chưa? Thấy rõ. Và đây là cái mặt bông mắt đỏ đông lai luôn các bác nhé. Combo 2 chậu hồng mắt cua và mắt đỏ đông lai cánh bầu đại của Tân Lạc Hòa Bình, 220.000, đơn số 3. 220.000 đơn số 3 cho em nhé. Tiếp theo bên này là đơn số 4, 180.000, cũng là mắt đỏ đông lai cánh bầu đại luôn. Và một con là hồng mắt cua luôn, combo giống như đơn số 3 luôn các bác nhé. Nhưng đơn này thì cây của nó ít hơn và giá tiền nó cũng sẽ rẻ hơn một chút. Với giá là 180.000 đơn số 4 combo 2 chậu luôn cho em. Hàng giống chuẩn 100% cả nhà mình cứ yên tâm sang chậu to luôn cho em nhé. Tiếp theo em sang một cái chậu đơn số 5 là một cái đơn hồng mắt cua siêu to khủng long luôn các bác ạ. Hồng mắt cua đây các bác. Chậu to vật luôn, mầm gốc siêu to cũng bố luôn, nó lên gọi là đẹp mê ly luôn các bác nhé. Em đơn này đơn cửu long Trường Hà. Mặt đông cửu long Trường Hà các bác nhé. Đây, hồng mắt cua thì các bác đã thấy được ở mấy cái hình kia rồi. Và cái bông cửu long Trường Hà cho nhà mình siêu tầm các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đơn số 5 ạ, với giá là 280.000.
những cái dòng mật hoa này ngày xưa của nó rất là cao tiền và nó vắng bóng rất là lâu rồi các bác ạ. Bây giờ các bác lại quay lại sưu tầm dòng này, thì là em sưu tầm được một vườn cho cả nhà mình nhé, được có ít thôi. Em sang đơn số 6. Đơn số 6 của em là một đơn ám cổ Văn Giang. Bền ma bó. Một đơn ám cổ Văn Giang và một đơn bền ma bó cho em nhé. Ám cổ Văn Giang ạ. Và một đơn là bệt ma bó cho em cả nhà nhé. Siêu bánh bổ ở cánh bày. Đấy là tại vườn của mình. Đây là mặt hoa nở tại vườn của bác đấy luôn đấy các bác ạ. Con này mặt hoa đẹp ghê á. Đơn số 6 ạ. Một đơn bệt và một đơn ám cổ Văn Giang số 6 với giá là 200.000. Tiếp theo thì em sang đơn số 7 ạ. Một cái đơn cửu long cao phong giúp em nhé. Một đơn cửu long cao phong và đơn hồng mắt cua. Cửu long cao phong và hồng mắt cua giúp em ạ. Bin ơi. Tiếp theo là em sang đơn số 8 ạ. Đơn số 8 này thì á mắt châu lương xanh này. Và con này là con Văn Giang luôn. Á mắt châu lương xanh và ám cổ Văn Giang cả nhà nhé. Nãy giờ cứ cho bác xem mặt hoa nhiều quá. Đây là Văn Giang rồi. Đây là mắt châu lương xanh rồi các bác nhé. Em sang đơn số 9. Đơn số 9 của em là 2 giò rất là đẹp luôn. Với giá là 220.000. Các bác cũng được là một cái đơn bệt. Và đơn này là đơn ám cổ Văn mắt châu lương xanh. Mắt châu lương xanh các bác nhìn mầm gốc này. 2, 4, 6, 8 mầm gốc luôn các bác ạ. 8 mầm gốc. Cái này các bác sang chậu là được một cái giò gọi là siêu to khủng long luôn. À lá kẻ mờ nhá. Lá kẻ mờ bảng con này kẻ to lắm này. Bệt. Lá kẻ mờ bảng siêu to luôn các bác nhá. Đơn số 9 với giá là 220.000. Tiếp theo là đơn số 10 ạ, combo 2 chậu luôn cho em nhé. Cửu long Trường Hà. Mắt cho lục xanh à? Ám cổ Văn Giang. Cửu long Trường Hà và ám cổ Văn Giang các bác nhé. Với giá là con này bao nhiêu tiền kêu đâu rồi? 200.000 ạ. Tiếp theo là bên này em sang một ít những cái mã kiểu tím các bác nhé. Đây ạ. Kiểu tím miền Trung thì mặt hoa của nó rất là đậm đẹp luôn các bác ạ. Nó sẽ đậm hơn là những cái vùng miền Trung khác các bác nhé. Đây, hôm nay các bác mua mã là số 1 cho em với giá là 200.000 ạ. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Hôm nay thân của nó là đã rất là nhẹ cây luôn các bác này. Đơn số 1 có 200.000 thôi các bác, được 3 khóm cho em. 3 khóm này nhà mình trồng vào chậu nhé. Em xả hàng, hàng đẹp như thế này mà em tùy vẫn cứ xả đấy các bác ạ. Đây lá mít tròn đẹp luôn cho em này. Đơn số 1 với giá là 200.000 và bên em vẫn không bao gồm tiền phí vận chuyển các bác nhé. Các bác lấy một đơn, hai đơn như thế này nó đổi đồng giá là 35.000 tiền phí cho em ạ. Đơn số 1 200.000. Em sang đơn số 2, đơn số 2 của em là được 3 khóm, nhà mình được một khóm lá mít rất là tròn đẹp luôn các bác này. Đấy. Cây cao đều các bác nhé, cây cao đều cho nhà mình để các bác ghép vào chậu cho nó dễ nhé. Đơn số 2 với giá là 200.000 luôn ạ. Hôm nay là cứ đồng giá 200.000 một mã cho em nhé. Đơn số 3. Đơn số 3 kiểu tím các bác được là 3 khóm cho em này. Khóm nào cũng rất là đẹp luôn các bác ạ. Theo khóm cho em nhé. Đơn số 3 với giá là 200.000. Em sang đơn số 4. Đơn số 4 các bác được là cũng là 3 khóm luôn cho em này. Cái này nguyên một dề lá mít úp cực kỳ đẹp luôn các bác này. Đơn số 4 cũng là 200.000 cho em đấy các bác nhé. Nhà mình mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé các bác. Đừng có để lại cái bình luận ở dưới cái phần video là em không có thấy được các bác nhé. Tiếp theo em sang đơn số 5 với giá là 200.000. Con này thì cây ngắn nên là nó sẽ được nhiều thân một chút nhé. Nguyên một dề lá rất là tròn đẹp này. Đấy, dề số 2 này. Dề số 3 này. Dề số 4. Và dề số 5 nhé. Rất là nhiều luôn các bác ạ. Như thế này là các bác có thể là ghép được một cái lũa cực kỳ là to. Và được hai chậu thoải mái đẹp luôn cho em nhé. Đơn số 5, 200.000. Tiếp theo là đơn số 6, 200.000 luôn cho em ạ. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 và 9 khóm tổng cả cho em nhé. Đơn số 6, 9 khóm tổng cả với giá là 200.000 thôi các bác ạ. Cái hàng rừng này thì là cái gốc của nó phải khô như thế này các bác nhé. Chứ còn các bác mà bảo là khô như thế này thì không sống được thì là đấy là các bác chưa biết chơi hàng rừng rồi. Đơn số 6, 200.000. Đơn số 7 là 200.000 luôn cho em. Lá rất là xanh đẹp, lá mít tròn nữa các bác này. Lá mít này. Đơn số 7, 200.000, 4 khóm ạ. Em sang đơn số 8 cũng là 200.000 luôn cho em nhé các bác nhé. Được 4 khóm này, 2 khóm bé nhà mình có thể trồng ở 1 chậu này. Và 2 khóm to như thế này nữa các bác nhé. Đơn số 8, 200.000. Đơn số 9 là 200.000 luôn cho em này. Lá mít rất là tròn đẹp luôn các bác này. 1 này, lá mít tiết này, 2 này. Và 2 cái mã này là mã bình thường các bác nhé. Đơn số 9, 200.000 ạ. Đơn số 10 các bác cũng đã được một khóm lá mít úp này. Một khóm lá mít khoe lá này. Đây nữa. Tổng cả là 4 khóm đơn số 10.